Đây sẽ là những tin chính có trong bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Đại hội thường niên AFF 2023 đã kết thúc tốt đẹp. Hà Nội FC hành quân tới xứ sở mặt trời mọc để sẵn sàng đối đầu với Urawares Diamond. Cadiz FC bố trí một huấn luyện viên theo sát cầu thủ Vĩnh Nguyên. Mến chào quý khán giả thân thương của FPT Play. Hiền Ngô rất vui khi ngày hôm nay được đồng hành cùng quý vị trong bản tin bóng đá Việt ở số đầu tiên của tháng 10. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những tin tức nóng hổi nhất của bóng đá nước nhà trong suốt 24 giờ qua. Thưa quý vị, hôm nay, Đại hội Thường niên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á năm 2023 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với những kỳ vọng cho sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á. Bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với ghi nhận của phóng viên FPT Play về sự kiện đại hội lần này. Đại hội Thường niên AFF 2023 đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay. Đại hội có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao trong cơ cấu tổ chức của AFF cùng đông đủ các đại diện của Liên đoàn bóng đá thành viên tham dự. Đại hội cũng vinh dự đón tiếp sự tham dự của các đại biểu đến từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, lãnh đạo các tổ chức bóng đá quốc tế. Nằm trong chương trình, Đại hội Thường niên AFF cũng đã tiến hành bổ sung thêm một vị trí phó chủ tịch AFF theo quy định của điều lệ. Kết quả ông Mariano Araneta Jr., chủ tịch Liên đoàn bóng đá Philippines trúng cử phó chủ tịch AFF cùng với 3 phó chủ tịch AFF đương nhiệm. Với vai trò là chủ nhà của sự kiện, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được sự đánh giá cao của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và các tổ chức thành viên về sự chu đáo, tận tình và chuyên nghiệp trong công tác tiếp đón đại biểu và tổ chức đại hội. AFF nói chung và cá nhân tôi luôn đánh giá cao vai trò cũng như sự năng động tích cực của VFF với sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á. Tôi và chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thường xuyên trao đổi thông tin và tôi biết VFF rất nghiêm túc cho công tác chuẩn bị cho sự kiện này. Trên thực tế, khi có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để tham dự đại hội thường niên AFF, tôi rất ấn tượng với công tác tổ chức của VFF và đánh giá cao sự chuẩn bị này. Có thể nói là hôm nay đại hội thường niên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á năm 2023 đã được tổ chức rất là thành công tại thành phố Hồ Chí Minh. Với những cái sự tiến bộ cũng như là những cái đóng góp trong thời gian vừa qua thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam luôn luôn là một cái thành viên có trách nhiệm đối với tổ chức trong hoạt động bóng đá của khu vực Đông Nam Á. Tại đại hội thường niên lần này của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, ông Trần Quốc Tuấn, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được sự tín nhiệm cao của đại hội và được thông qua trở thành đại diện chính thức của AFF tham gia ban chấp hành AFC nhiệm kỳ 2023-2027. Đây là lần thứ tư liên tiếp ông Trần Quốc Tuấn góp mặt trong ban chấp hành của AFC. Có thể nói rằng là khi được tham dự điều hành các cái sự kiện của châu lục thì có thể nói nó sẽ tích lũy cho chúng ta nhiều cái kinh nghiệm và qua đấy thì chúng ta cũng học hỏi rất là nhiều các cái khâu tổ chức rồi là những cái vấn đề trong quy trình để tiến hành một cái sự kiện lớn thì điều đấy mang lại những cái kiến thức rất là bổ ích và giúp cho cái công việc mà cũng như là những cái điều chỉnh của Liên đoàn Việt Nam nó phù hợp và nó thích nghi với những cái sự biến động, sự phát triển của bóng đá quốc tế. Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đồng tin tưởng với sự lãnh đạo của Hội đồng AFF và Chủ tịch AFF Kiev Samet, sự chung tay góp sức của các liên đoàn bóng đá thành viên, bóng đá Đông Nam Á sẽ tiếp tục có những bước tiến vượt bậc. Sau những giờ học trên ghế nhà trường, những hoạt động thể thao sẽ giúp cho các bạn học sinh phát triển một cách toàn diện hơn. Thấy được vấn đề này, Ban vận động Hiệp hội bóng đá cộng đồng Hà Nội phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện và Truyền thông FAG tổ chức giải League bóng đá cộng đồng Hà Nội mùa thu lần thứ nhất năm 2023. Sáng ngày 1 tháng 10, buổi lễ khai mạc giải bóng đá cộng đồng HCFLAS1 đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của 51 đội bóng tranh tài ở các lứa tuổi U9, U11, U13 và U15 đến từ 18 trung tâm bóng đá cộng đồng tại thủ đô Hà Nội. Sân chơi HCFLAS1 sẽ giúp các bạn học sinh có cơ hội cọ sát và giao lưu giữa các trung tâm bóng đá cộng đồng tại thủ đô Hà Nội. Qua đó giúp phát triển phong trào bóng đá cộng đồng tại Hà Nội để từ đó phát hiện và bồi dưỡng những mầm non năng khiếu bóng đá. HCFL là một giải đầu tiên thay đổi cái cách thức, tức là chú trọng hơn về vấn đề một cái sân chơi nó không phải chuyên nghiệp mà đúng là cộng đồng.
tạo cho phần còn lại của bóng đá trẻ em là có cơ hội để có thể các con trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm dành cho những cái cuộc thi, những cái cuộc trải nghiệm và tuyển sinh của các trung tâm chuyên nghiệp sau những giải đấu như thế này. Cái quan trọng nhất của chúng tôi là muốn tạo ra một cái sân chơi công bằng cho tất cả các trẻ em. Các con mà đã qua những cái lớp tuyển trạch để vào trung tâm chuyên nghiệp rồi thì sẽ không được phép tham dự những giải đấu dành cho phần còn lại này nữa. Con thấy cảm thấy rất là vui và rất là tự tin và cố gắng để phát huy để được lên chuyên nghiệp ạ. Con cảm thấy rất là vui. Là muốn có mục tiêu là thắng không sao thì được, thắng thì có thể nâng cúp và không sao thì mình có thể bắt đầu lại từ đầu. Sự ra đời của giải bóng đá cộng đồng Hà Nội mùa thu lần thứ nhất năm 2023 chắc chắn sẽ thúc đẩy bóng đá cộng đồng tại thủ đô ngày càng phát triển, bởi nhu cầu tìm kiếm một sân chơi lành mạnh cho con trẻ sau những giờ học trên lớp của các bậc phụ huynh đang ngày một tăng cao. Giải bóng đá cộng đồng Hà Nội mùa thu lần thứ nhất năm 2023 sẽ được diễn ra vào các sáng chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 và kết thúc vào ngày 7 tháng 12 năm 2023 tại sân bóng Thành Công, Kim Giang, Hà Nội. Giải thi đấu theo thể thức league, đá vòng tròn tính điểm để tìm ra nhà vô địch. Trong quá trình chạy đà cho mùa giải mới, câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục có chuỗi trận giao hữu với các đội bóng khác. Đối thủ của đội bóng ngành công an chính là đội bóng ở giải hạng nhất quốc gia, Hòa Bình. Với đội hình nổi trội hơn rất nhiều, đoàn quân của huấn luyện viên Trần Tiến Đại đã tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn và một chiến thắng dễ dàng đã nằm gọn trong tay của Tân Vương V-League. Trước đối thủ Hòa Bình đến từ giải hạng nhất, Công an Hà Nội vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất với những gương mặt quen thuộc như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Thành cùng các tân binh như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long hay Giovane. Với sự áp đảo về chất lượng nhân sự, đội bóng ngành công an đã dễ dàng có được 4 bàn thắng vào lưới Hòa Bình sau các pha lập công của Rafael Success và Junior trong hiệp 1, cùng với đó là cú đúp trong hiệp 2 của Trần Văn Trung. Trong khi đó, đại diện hạng nhất chỉ có được 1 bàn thắng trên chấm phạt đền. Trận đấu khép lại với thắng lợi chung cuộc 4-1 dành cho nhà đương kim vô địch V-League. Ở một diễn biến khác, hôm nay ngày 1 tháng 10, câu lạc bộ Hà Nội đã di chuyển tới Nhật Bản để chuẩn bị cho chuyến làm khách gặp câu lạc bộ Urawa Red Diamond thuộc khuôn khổ lượt đấu thứ 2 bảng G AFC Champions League 2023-2024. Có thể thấy sự chuẩn bị chu đáo về mặt hình ảnh của câu lạc bộ Hà Nội khi đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường châu lục. Toàn bộ thành viên đều khoác lên mình những bộ sút lịch lãm và chỉn chu. Ngày 4 tháng 10, đội bóng thủ đô sẽ bước vào trận đấu với Urawa Red, nhà đương kim vô địch AFC Champions League. Ở lượt đấu đầu tiên, trong khi Văn Quyết và các đồng đội nhận thất bại 2-4 trước Pohang Steelers, thì đội bóng Nhật Bản đã có trận hòa 2-2 với đại diện Trung Quốc Wuhan 3000. Ở một diễn biến khác, sau khi đặt chân đến Tây Ban Nha, tài năng trẻ Vĩnh Nguyên đã để lại dấu ấn không chỉ cho riêng ban huấn luyện mà còn cho các đồng đội tại Cadiz FC. Dù mới trải qua một tuần tập luyện, nhưng mà nhận ra đây có thể là một viên ngọc thô cần được mài dũa, phía câu lạc bộ chủ quản đã làm một điều hết sức đặc biệt đối với cựu sao của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ Hoàng Vĩnh Nguyên đã có gần một tuần tập luyện cùng đội B của câu lạc bộ Cadiz, đội bóng tại La Liga. Cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai cho thấy khả năng hòa nhập tốt và tham gia đầy đủ các khóa mục tập luyện của đội bóng trẻ câu lạc bộ Tây Ban Nha này. Đáng chú ý, đội bóng của xứ sở Bò Tót còn bố trí riêng cho anh một huấn luyện viên để giám sát cũng như có những đánh giá phân tích về tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, theo nguồn tin từ Bóng đá Plus, câu lạc bộ Cadiz đã cắt cử huấn luyện viên Pablo Sanchez hỗ trợ Vĩnh Nguyên 24/24 giờ đồng hồ ngay từ thời điểm cầu thủ này đặt chân đến Tây Ban Nha. Ông Sanchez sẽ đóng vai trò như một cầu nối giữa Vĩnh Nguyên và các huấn luyện viên, chuyên gia của các lĩnh vực khác nhau. Ông này sẽ theo sát quá trình tập luyện của Vĩnh Nguyên trước khi thông qua video và số liệu phân tích của các chuyên gia, huấn luyện viên khác về tiến độ. Thông qua đó, ông sẽ tiếp tục cố vấn cho tiền vệ Việt Nam, điều chỉnh những vấn đề của mình cũng như duy trì phát triển những mặt mạnh vốn đã có được. Điều này nằm trong kế hoạch đào tạo phát triển từng chi tiết, bộ kỹ năng của cầu thủ. Tuy nhiên, phía câu lạc bộ Cadiz cũng nhấn mạnh rằng đây là điều hiếm khi xảy ra tại đội bóng của mình. Ngoài chuyên gia nước ngoài được câu lạc bộ Tây Ban Nha bố trí, Hoàng Vĩnh Nguyên còn có được sự giúp sức của một trợ lý người Việt Nam được sắp xếp sang Tây Ban Nha để giúp anh thích nghi nhanh nhất với môi trường bóng đá mới. Thưa quý vị, huấn luyện viên Philippe Jouzé vẫn đang trong quá trình tìm tòi để thiết lập được bộ khung tối ưu cho đội tuyển Việt Nam để tham dự vòng loại World Cup 2026. Lúc này thì trong tay ông đang có dàn hảo thủ vô cùng chất lượng, trẻ hóa thì không thiếu, kinh nghiệm cũng có đủ, nhưng mà tất cả sẽ phải đều cạnh tranh công bằng để tìm được vị trí trong sơ đồ của chiến lược gia người Pháp.
Ông thầy 68 tuổi vẫn đang nỗ lực từng ngày để lắp ghép và xây dựng một dàn binh tinh nhuệ cho đội tuyển Việt Nam để chinh chiến quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hiền Ngô cùng đội ngũ bản tin bóng đá Việt xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một tháng mới tốt lành. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Trong số 33 cầu thủ được huấn luyện viên Philippe Jouzé lựa chọn vào danh sách tập trung tháng 10, số lượng các cầu thủ trong độ tuổi U23 chiếm gần một nửa. Các cầu thủ này đều là những gương mặt đã trải qua quá trình dài làm việc với nhà cầm quân người Pháp và cũng đã khẳng định được chuyên môn của mình. Có thể kể đến những gương mặt nổi bật như Phan Tuấn Tài, Hồ Văn Cường, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc hay Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Thanh Nhàn. Mục tiêu của huấn luyện viên Philippe Jouzé là tạo ra sự kết hợp giữa nhóm trụ cột của đội tuyển quốc gia bấy lâu nay với thế hệ các nhân tố trẻ nhằm hướng đến một đội hình hoàn thiện cho hành trình vòng loại World Cup 2026 sắp tới. Sau một tuần tập luyện, huấn luyện viên người Pháp sẽ có những đánh giá cụ thể và rút gọn danh sách cho loạt trận FIFA Day sắp tới. Ngày 8 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để thi đấu hai trận giao hữu lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10 và Uzbekistan 3 ngày sau đó. Đội sẽ tiếp tục di chuyển sang Hàn Quốc để thi đấu trận giao hữu cuối cùng gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Rời xa trào lửa lạnh chảy, nhưng quyết tâm vẫn luôn vững vàng. Hải Phòng FC tiếp tục hành trình chinh phục châu lục. Với vật cản mang tên Hougang United. Vòng bảng AFC Cup 2023-2024 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play. Một Hà Nội FC đầy nỗ lực. Vẫn đang là cao thủ Hà Nội vào. Nhưng cần phải gai góc hơn nữa. Lưới đã rung lên. Trọng tài chính đã công nhận bàn thắng dành cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Bởi đối thủ tiếp theo là ngọn núi lớn nhất. Đương kim vô địch Urawaret Diamond. Bỏ lại thất bại để tiến về phía trước. Lượt đấu thứ hai bảng G AFC Champions League 2023-2024. Urawaret Diamond, Hà Nội FC, 17 giờ ngày 4 tháng 10, trực tiếp và độc quyền trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.